dành cho hai bạn như sau. Đội tuyển bóng đá Anh có biệt hiệu là gì hết? Sư tử Anh. Sư tử Anh chưa chính xác. Mời bên này, ráng lên. Gì ráng vậy? Lên. Hết giờ. 3 Tam sư. 2 Đúng rồi, Tam sư, Tam sư. Tam sư. Tam sư, được rồi, đáp án chính xác. Tự nhiên nhắc lại cho Tam Chi. Cảm ơn, cảm ơn, bác Lai, cảm ơn. Em Lai luôn, em Lai luôn, không gì hết. Em Lai. Anh ơi, nhiều khi á không có sợ đội mình dở mà sợ đồng đội phản kèo. À, đây là một thi đấu mang tên Ai Nhanh Ai Chậm. Và tại vì sao lại có cái tên gọi này? Bởi vì đây là một thử thách dành cho từng cá nhân của mỗi đội chơi. Chúng ta sẽ lên đây thi đấu đối kháng với một cá nhân đến từ đội còn lại. Một cặp thi đấu sẽ đến đây và nhấn chuông giành quyền ưu tiên trả lời cho mình. Sau khi Minh Sụ đọc xong câu hỏi và đặc biệt là khẩu lệnh hết thì chúng ta mới được quyền nhấn chuông. Và nhấn chuông trước thì các bạn chỉ có 3 giây để trả lời nhanh mà thôi. Cho nên là đồng đội của mình ở phía dưới có quyền nhắc câu trả lời. Cứ nhấn chuông thôi, đồng đội sẽ nhắc bài cho mình cũng được. Trả lời chính xác sẽ có điểm, trả lời không chính xác sẽ nhường quyền trả lời cho đội còn lại. Và cứ như thế chúng ta lần lượt trải qua 4 cặp thi đấu với 12 câu hỏi. Đội nào có câu trả lời đúng nhiều hơn, đội đó là đội chiến thắng và ghi về thêm cho mình gợi ý cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ, vỗ tay cho cặp thi đấu đầu tiên, xin mời hai đội trưởng. Đó. Nhấn chuông thử. Khi bên đây nhấn chuông được, bên đây sẽ không bấm được. Tắt. Có chuông. Rồi. Và bây giờ sẽ là 3 câu hỏi dành cho hai đội trưởng. Câu hỏi đầu tiên như sau. Loài hoa đặc trưng cho mùa thu Hà Nội có mùi hương đặc biệt là gì? Phạm Quy. Xin mời. Hoa sữa. Hoa sữa chính xác. Câu hỏi thứ hai như sau. Quốc kỳ của Indonesia có mấy màu hết? Mời em. 3 màu. 3 màu. 3 màu chưa chính xác. Xin mời Kim Anh. 2 màu ạ. Chính xác. Màu đỏ với màu trắng. Dạ. Yeah. Quên, tự nhiên có nhớ có màu xanh nữa. Đúng rồi, em cũng nhớ màu xanh. Lộn cờ ý. Dạ, yeah, và bây giờ thôi, sẽ là anh nhiều biết, bác Vương coi nè. Nhưng mà đeo kính màu hồng vô nhiều khi nó bị loạn màu nha. Câu hỏi tiếp theo dành cho hai bạn như sau. Người mang hai quả tim nhưng vẫn bình thường vì sao hết? Mời em. Vì có quả tim trong lòng ngực, ôm thêm quả cầm thêm quả tim nữa. Chưa chính xác. Đi chợ, đi chợ, đi chợ. Mang bầu. Cái gì? Mang bầu, mang bầu. Mang bầu ạ, mang bầu. Mang bầu, chính xác. Bởi vì có tim thai em bé ở trong bụng nữa. Và chúc mừng cho lượt thi đấu này. Điểm nhiều hơn nghiêng về đội màu vàng. Rồi, mời bạn về chỗ. Mời thành viên thứ hai. Trời ơi. Đấy, cứ tuần tự lên đây thi đấu như thế thôi. Dậy luôn, cũng dậy luôn, đi trang luôn. Câu hỏi đầu tiên. Nếu trong phòng nóng quá thì phải chỉnh máy lạnh như thế nào hết? Xin mời hạ thấp xuống. Hạ thấp xuống. Hạ thấp xuống. Chính xác. Cái gì Phạm vậy? Phạm Quy, Phạm Quy. Câu sao vừa qua bên đây. Tức, tức đi. Hết câu này thôi. Ăn gian quá vậy. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Hãy điền vào ô trống. Ba chấm, chồng, ba chấm, vợ, hết. Mời em, Vũ. Của chồng công vợ. Của chồng công vợ. Chính xác. Yeah. Ok, cứ phát huy như thế nha. Câu hỏi tiếp theo dành cho hai bạn như sau, cũng là câu hỏi cuối cùng. Cái gì quá cũng không tốt. Vậy cái gì quá mà khiến nhiều người phải tiếc nuối hết? Mời Vũ. Quá khứ. Có gì? À, quá khứ. Quá khứ, quá khứ. Quá khứ. Khóa, khóa, mà khóa. Quá khứ là một đáp án chính xác. Ủa, chúng luôn hả? Trời ơi, tôi không có trả lời được. Chúng luôn hả? Chung đi, ở dưới này nhắc lên. Đúng thật là cái gì quá cũng không tốt đúng không ạ? Nhưng mà có cái quá đó mà khiến cho bao nhiêu người phải nuối tiếc, đó chính là quá khứ. Cái nghe là cái quá mà khiến nhiều người tiếc là tiếc quá. Tiếc quá đúng không ạ? Ừ. Rồi, ok, tiếp tục xin mời thành viên thứ ba. Đó là Thường. Đó là Thường. Lấy về mấy điểm rồi. Cứ phòng tiếp Thường. Có đồng hồ đây. Bắt tay giao hữu. Nhẹ nhàng, êm ái. Rồi, đứng lên. Ê! Nhạy dữ lắm. Nhà em cái gì nó cũng nhạy. Ừ, nha, bình tĩnh. Câu hỏi dành cho hai bạn như sau. Người làm muối được gọi là gì hết? Mời Phương. Gọi là gì? Nông dân. Làm muối. Hai. Lại đi. Một. Người làm muối. Người làm muối chưa chính xác. Diêm, diêm gì á? Diêm ngư, diêm. Hai. Một. Hết rồi.
hết thời gian. Diêm ngư. Diêm ngư gần đúng. Muối ngư. Muối ngư hả? Cái gì đó diêm ngư là vậy. Diêm gì diêm diêm đó. Đó ba giây rồi. Diêm gì? Diêm gì? Diêm dương. Ba giây rồi. Hết rồi. Diêm phu trả lời thôi. Diêm phu. Diêm phu là tiều phu. Tiều phu cũng chặt cũng cũng người. Dạ. Em có đáp án chính xác của chương trình đó chính là diêm dân. Trời ơi. Diêm dân. Vậy là câu này thua hết. Câu này là hai người không có điểm luôn. Rồi. Câu hỏi tiếp theo dành cho hai bạn như sau. Cảng biển lớn nhất của đất nước Lào tên gì? Hết. Thì không có nước. Lào không có biển. Lào không có biển. Chính xác là như vậy rồi. Nó không giáp biển là sao có biển được đúng không ạ? Làm sao mà có cảng biển được? Quá thông minh. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng dành cho hai bạn. Người đâu gặp gỡ làm chi? Trăm năm biết có duyên gì hay không? Là câu thơ thể hiện tương tư của Thúy Kiều với ai hết? Xin mời Khanh. Kim Trọng. Chính xác. Yeah. Tỷ số hiện nay đang là 5-3 nghiêng về đội màu vàng. Và bây giờ đã nói rồi nó nhạy dữ lắm. Uchi ơi. Dạ. Nãy giờ ngồi phía dưới Uchi trả lời được câu nào? Chết tôi rồi, xong ơi, giờ 5-3. Không nhưng mà là, cái này là ăn thua lẻ tay, ở dưới có người thông minh là được. Đúng, hợp lý luôn, đúng không? Uchi chỉ cần bấm cái này thôi, ở dưới nhắc gì trả lời đó. Mình chơi khác đi, mình cấm người dưới trả lời đi. Nếu trong lượt đầu tiên mà Vinh Râu trả lời đúng luôn thì đội màu vàng sẽ chiến thắng luôn. Ghê vậy? Tại vì là đang 5-3, đúng dạ, không? Đúng mà mình rồi. Còn 3 câu nữa thôi. Thì đó. Cho nên là cố lên nha. Rồi, câu hỏi dành cho hai bạn như sau. Đội tuyển bóng đá Anh có biệt hiệu là gì hết? Sư tử Anh. Sư tử Anh chưa chính xác. Mời bên này, ráng lên. Gì ráng vậy? Lên. Hết giờ. 3 Tam sư. 2 Đúng rồi, Tam sư, Tam sư. Tam sư. Tam sư, một đáp án chính xác. Tự nhiên nhắc lại cho bạn chi. Cảm ơn, cảm ơn, bắt like, cảm ơn. Em like luôn, em like luôn, không gì hết. Em like. Ở đây, nhiều khi á, không có sợ đội mình dở, mà sợ đồng đội phản kèo. Rồi, ăn bây kia giờ, tỷ số kia, là kia 5, 4. Ăn kia nha. Câu hỏi tiếp theo như sau. Đội tuyển bóng đá cái nữa này rồi tôi nhấn liền luôn nè. Không, câu này là câu rất dễ luôn, hãy lắng nghe thật kỹ. Bí gì không ăn được hết? Mời Uchi. Bí mật. Chính xác. Ráng câu đó, ráng một câu đó. Một cái đó, một cái đó. Quá ngoạn mục. Quá ngoạn mục, tỷ số đang là 5 đều. Ủa 5 đều thì sao? Bây giờ còn một câu nữa, còn một câu nữa. Câu quyết định á, câu quyết định á. Vậy anh mừng mình tụi thua luôn chứ. Câu hỏi quyết định của chúng ta như sau. Đừng ngủ nha. Một người sinh năm 1999 thì năm 2018 người đó bao nhiêu tuổi? Uchi. 3 9 tuổi. 2 19 tuổi. 1 9 tuổi. 2 99. 19 là đáp cuối cùng của bạn rồi. Chúng tôi chốt đáp án là 19 và kết quả của chúng ta là 19. Uchi. Trời ơi. Chúc mừng. Wow. Phải nói là đội màu xanh đã lật ngược tình thế rất là tuyệt vời ngày hôm nay và cú lượn ngược dòng vô cùng ngoạn mục luôn. Cuộc đời chỉ sợ đồng đội. Chỉ sợ đồng đội lật kèo thôi. Chỉ sợ đồng đội. Cái đội chỉ á, cái đội chỉ gì? Nếu như mà không chỉ câu đó là coi như là cũng ngang bằng, đúng không? Mình có thêm câu hỏi phụ nữa mà vì chỉ cho nên tôi thắng luôn. Vậy là đội màu xanh lá cây hồi lại nãy, một lần hả? Hồi nãy tính đọc là Tam Sư Tử Anh. Xong rồi cái tự nhiên đọc sư tử anh thấy kia không đúng rồi. Cái em mới nhớ, ủa mình còn thiếu vậy là chắc chắn là sư tử rồi. À mình thiếu ba con. Ừ mình nói trả lời xong rồi. Mới lọc lên Tam Sư, Tam Sư. Thôi đi em ơi còn nói gì nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với gợi ý dành cho đội màu xanh lá cây. Chúc mừng các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chắc chắn rồi, đây sẽ là gợi ý cuối cùng dành cho đội màu xanh. Màu vàng thân mến ơi, tiếc nuối quá, màu vàng thân mến ơi. Nào, coi. Kéo hẳn ra luôn đi, biết được ở dưới có gì. Cùng nhóm thêm chiếu mạng. Tôi biết ai rồi đó nha. Tôi cũng biết ai luôn rồi đó. Là sao okay.
Tại giờ thích cho UC, tại vì UC nhiều khi UC cũng không có biết nhiều phim chiếu mạng là Pháp TV. Pháp TV đây là ba người rồi, bên kia có một mình. Ở đây là bây giờ á, bây giờ còn chỉ còn là Phương với Vinh á. Đâu? Ở nói chung bây giờ còn hai người sẽ nghi ngờ là Phương và Vinh. Đó, thì bây giờ chọn cùng một nhóm phim chiếu mạng. Thì anh với DB là không đúng không? Không, bây giờ còn em, Vinh Đâu và Vi. Cùng nhóm mà, chứ cùng nhóm mà, hiểu không? Cùng nhóm tức là cùng một nhóm. Cùng nhóm luôn á. Ok. Cùng nhóm. Rồi, phân tích cho kỹ nha. Đúng rồi. Để thôi. Bây giờ mình phải là số đông, mình đúng chọn rồi ra một người mình mới đủ lấy tiền đúng rồi được. Nhưng đúng mà rồi, tính ra bên kia vẫn nhiều gợi ý hơn, nên bên kia nên chia sẻ. Thật sự bên đây chỉ có một cái gợi ý nhất. Bên đây chia sẻ đi, chia sẻ cái gợi ý lúc nãy ấy, là chắc chắn là ở nhóm bên này à? Chắc chắn. Không, có thể. Cái gợi ý lúc nãy nó có thể là cả hai bên luôn. Vậy là gợi ý lúc nãy là gợi ý không gì? Nếu mà tôi chia sẻ ra thì cũng là hai bên luôn. Đúng rồi, bên đây ba gợi ý nhưng mà đều là... Bây giờ trước khi chia sẻ, Nam Minh Xu bật mí cho mọi người một cái thông tin rất là quan trọng liên quan tới giá trị phần thưởng nè. Hiện tại là mỗi đội 4 người đúng không? Bây giờ chúng tôi sẽ lựa chọn số đông hơn, là có thể 5 phiếu là chúng ta có thể lật cái thẻ phân vai của người đó ra rồi đúng không? Bây giờ vòng cuối cùng của chúng ta sẽ là vòng ai giỏi nhất. Tại vòng này thì một cái đặc quyền, nếu như người đó chiến thắng trò chơi là người giỏi nhất thì người đó sẽ nhận được riêng cho mình hai sự bình chọn. Nếu như nhóm các bạn tin nhau 4 người là thật, có thêm một người giỏi nhất nữa là 5 phiếu rồi, thì các bạn hai sự lựa đã chọn, bảo vệ được cái quyền lợi về cái số tiền của mình nó nhiều đúng không ạ? Nhưng biết đâu được người đùa mà lại chiến thắng cái vòng đó thì sao? Người đùa sẽ phân cái sự bình chọn của mình ra thì cái số lượng bình chọn của người bị giảm đi, thì chúng tôi sẽ không mở thẻ phân vai của nhóm đông đó. Đấy, tính toán cho kỹ nha. Bây giờ bên kia, tại vì bên kia dù sao cũng vậy, sở hữu tới 3 gợi ý, bên đây chỉ có một gợi ý thôi, bên đây nói ra là cũng chẳng còn cái gì hết. Đúng. Cho nên muốn bên kia chia sẻ trước một cái và thật sự thì bên đây sẽ chia sẻ lại, chứ mình có một gợi ý thôi mà nói ra hết gợi ý cái nhỏ xíu thôi chứ. Mà rốt cuộc bên kia lại là người đùa, lại nằm bên kia rồi coi như là không có làm. Nhưng mà cái gợi ý cuối cùng á, chỉ cần nghe cái gợi ý cuối cùng thôi, hai cái đầu không quan tâm luôn á. Thật. Không quan tâm chứ. Không, nhưng mà cái gợi ý cuối cùng là em có nhiều cơ sở để phân tích nhất. Cái câu cuối cùng là không được chia sẻ. Ủa không, không được chia sẻ. Cái nào cũng không được chia sẻ hết. Thật sự là nếu như mình mà tập trung vào cái cuối cùng không thì cũng không được. Tại vì những cái ý này là sẽ có cái tính liên kết. Không thì bây giờ cho bên kia muốn chia sẻ cái nào trước cũng được. Xong rồi mình cảm thấy tin tưởng mình sẽ chia sẻ lại. Mình chia sẻ lại để mình sâu chuỗi. Bây giờ mình chia sẻ công khai, muốn gì thì nói lên sóng luôn. Vô Ruby trước. Như Kim Anh có nói thì bên Kim Anh chỉ có một gợi ý thôi. Còn bên đội Ruby có tận 3 gợi ý lận. Và nếu như mà Kim Anh chia sẻ ra thì là không còn cái gì để mà che giấu ở bên đấy nữa. Đúng rồi. Thì Ruby nãy giờ Ruby chia sẻ đều thật hết mà. Không có cái gì là giỡn cả. Lúc nãy Ruby đã nói là Ruby loại trừ Ruby rồi. Là cái đó nó có nằm trong gợi ý luôn. Tức là Ruby không có phải là cái người đùa. Ok. Bên đây thì loại Thành bên đây là người đùa. Biết rồi, bên đây vẫn biết. Bên đây có gợi ý là... Đó, có nghĩa là hai gợi ý đó gợi ý trùng nhau đúng không? Rồi, bây giờ làm lại luôn. Nghe thấy Vũ nói luôn á. Gợi ý trùng nhau rồi. Đây là gợi ý của bên... Kim Anh bên đây cũng là gợi ý về trang phục. Thêm một gợi ý nữa. Thêm gợi ý nữa là... Kim Anh. Kim Anh cũng là... Kim Anh là... Thật. Vậy là còn 1, 2, 3, 4, 5. Thấy chưa? Rất thật. Thấy cũng không phải luôn. Đây cũng không phải luôn. Thái là thật, khẳng định. Thái là thật. Vậy là còn 4, 1, 2, 3, 4. Trong vòng nghi vấn giờ là còn Phương, Vinh và Uzi. Uzi và anh đây. Tức là bây giờ bốn đứa mình là biết chắc chắn là thật rồi đấy. Đó là bốn người là ủa, chắc chắn là Thái thật. Là thật vậy? Vậy là Thái đã là thật rồi. Gợi ý đầu tiên đã loại trừ mà rồi. Có gợi ý rồi. Gợi ý đầu tiên là đã loại trừ Thái rồi. Đang nghi hai người bên kia là đúng, hai người bên kia còn trong vị tình nghi luôn và đang phân vân. Rồi, cho mình nói cái nếu mà đúng cái dữ liệu thứ cái cuối cùng nữa thì Phương loại vô si ra lại là còn lại bên còn đây đã cho thêm một cái còn, không, cái đó là cảm nhận của Phương là còn phần các bạn có thể chọn giữa Phương, Hoa và Vinh. Cái đó là trong cái những cái manh mối mà chúng ta đã chọn ra từ đầu trong những giờ. Manh mối từ đầu tới giờ thì cái manh mối cuối là phải đúng rồi, ra. Chính xác. Đúng rồi.
Thế thì cái gợi ý cuối cùng là loại vui gì được rồi? Chỉ còn ba người thôi. Ba người. Vậy thì bây giờ chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của Phương nói gì khi mà mình cũng nằm trong một trong ba người đang tình nghi. Thì nhất. Đúng rồi, tại vì cái chương trình này là cuối cùng phải gài vô 2 đến 3 người là tình nghi thì sẽ cho những cái điểm chung đó giống nhau, thì mình đã biết như vậy thì giờ mọi người cũng nghi ngờ mình thì cũng có quyền nghi ngờ. Đúng rồi. Chắc chắn có quyền nghi ngờ, ngay cả bạn thân nghi ngờ. Nhưng mà nếu mình là đùa hay là thật gì mình cũng cố gắng hạn biệt là mình không phải. Đúng. Nên vậy thì bạn nói gì nghĩa với chính tấm thẻ phong ba của mình ngày hôm nay? Chắc chắn mình là thật. Chắc chắn mình là thật. Rồi bây giờ nghe Khoa nói nè. Bản thân em hồi nãy giờ thì em lại là nghi Phương, tại vì tôi thường biết điều đó. Em với có thời gian em với Phương học chung với nhau, cho nên là mình biết khi mà bạn mình nó đang suy nghĩ gì đó là cái tai nó hay mân mê lắm. Mình thấy nó cứ suy nghĩ, nó đang làm cái gì đó thì mình để ý nhiều. Mình quên để ý cái ông sát bên đây. Cái ông bên đây, ông cứ khoanh tay, ông nhịp nhưng mà mồ hôi ông chảy dữ lắm rồi. Trời ơi, cho chương trình là tôi không chảy mồ hôi. Nói chung là cái gợi ý thứ ba khi mà coi rồi thì Thái Vũ chỉ nghĩ một người thôi. Tại có một cái từ nó hơi chung á. Lấy giờ bán đứa nghe mình cũng kỳ. Mà chắc là nó rồi. Rồi, ok. Vậy hiểu rồi đó. Thì nói chung mày cứ gợi ý đó thì cho mọi người bỏ phiếu thôi.